Ê, bơi đây này. Ok, hello chào các bạn, mình tên Lee Philip. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Lindo. Ok, hello chào các bạn, tôi mình Victory. Ok, hello chào các bạn, mình tên Domingo. Ok, hello chào các bạn, mình tên Ophedi. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Con Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay thì anh em mình lại tiếp tục quay lại công trình và tất cả mọi thứ là đã xong hết rồi. Nhà thứ ba là đã hoàn thiện rồi nha các bạn. Hoàn thiện xong phần thô 100% rồi. Bây giờ tất cả mọi người đi vào đây cùng với mình xem anh em đã làm được những cái gì. Đây đó, tí nữa làm gì đây đó? Vào trong xem. Vào trong xem làm gì? Gì nhá mọi người? Một thố này, một cột này, hai cột này, đồ gì buổi sáng nhá mọi người, không được thả ván kéo khổ nhá mọi người. Anh em mà thầy nước chảy rồi chảy chưa đấy, đây cũng thế, thố này là đây cũng thế, cái xăng đó kéo khổ nhá mọi người, không được thả ván ra. À đây rồi, hai thố này á, thổ hôm sau là thổ sau, thổ đây là đồ hôm qua, hai thủ hai cột nha, đồ hai cột hôm qua bây giờ khô rồi, thả văn ra rồi, chỉ có ba thủ chia văn ra nhá. Đây đây đẹp nha mọi người, hôm qua đồ cột này khô rồi, bắt đầu thả văn ra rồi. Nhưng mà không biết là các bạn thầy có đẹp hay không. Chủ mi bỏ qua đồ bên trong nhá. Ok, các cháu ở trong có mấy anh, hai anh xanh, vẫn xanh nhá mọi người. Vẫn xanh trong sắc xài thôi. Nè. Thôi nữa, bỏ qua đồ khó rồi nhá mọi người. Đang hai người xanh nhá mọi người. Các bạn thầy nhà có đẹp không? Đây là tuần hô nha mọi người. Đang tuần hô. Đang cắt đồ. Cắt châu Phi nha. Đồ. Cắt đồ nha. Ok nha các bạn. Thì ngôi nhà căn thứ 3. Căn thứ 3 là anh em mình đã xong 100% phần thô rồi. Bây giờ sẽ chuyển sang xây nhà thứ 4. Nhưng mà bây giờ vấn đề là hiện tại móng trong này còn rất là sâu, bởi vì với cả là anh em mình vẫn chưa liên hệ được với xe tải để chở đất ấy. Bởi vì ở dưới huyện này thì xe tải liên hệ với xe tải thì cực kỳ khó luôn, chỉ có xe cái loại 3 tấn rưỡi thôi, chứ không có xe tải ben. Đây các bạn có thể nhìn thấy móng còn đang rất là sâu luôn, như ví dụ như chỗ kia còn khoảng độ 8-90 phân ấy, thì đứng vào trong ấy, nếu mà không san đất trước ấy, đứng vào trong xây cực kỳ khó luôn. Mà sau này khi nào mà mình đã san, mình đã xây, ví dụ mình cố tình mình xây hết rồi ấy, thì sau này còn cái cửa vào phòng ngủ rất là nhỏ, nên mà nếu mà đẩy cái xe rùa vào thì lại rất là lâu, mất rất nhiều thời gian luôn. Đấy, ví dụ như mình như này, đứng ở đây thì xây được khoảng 2 hàng gạch nữa đến đây rồi, 3 hàng là đã cố lắm rồi, sau đó phải bắc giáo. Nên là chỗ này mình buổi chiều nay mình sẽ cố gắng đi liên hệ với mấy anh công nhân lái xe của công trường. Ở đây có một công trình của nhà nước đang thi công, đang san lấp mặt bằng, có rất nhiều xe camel luôn. Mình sẽ ra đây cố gắng liên hệ với các anh ấy, sẽ tạo điều kiện giúp đỡ mình chở cho mình 2 xe. Rồi buổi chiều nay nếu mà có đất thì anh em mình sẽ san lấp chỗ này cho bằng cẳng phiếu hết luôn. Ali Ali nơi ơi. Aquí dos.
bon tại đường lô của em rồi. Này. Đúng không? Đây nè. Bên này. Ok nha các bạn. Bây giờ anh em thợ xây đang làm, mình với cả Liên Đồ là hai anh em tranh thủ trốn việc ra đây ngồi tâm sự như kiểu hai thằng đàn ông. Vợ sắp đẻ chưa? À, vợ chưa, gần đẻ nhưng mà chưa đẻ. Chưa đẻ. Thế biết con trai con gái không? Con gái, biết con gái. Con gái à? Dạ. Ui. Thế thôi. Con gái. Mi chỉ biết đẻ con gái thôi à? Rồi, biết rồi, biết. Okay. Nhưng mà em muốn con trai cũng muốn đẻ con trai trước. Đấy, các bạn thấy không, Lindo là cũng rất giống là đàn ông Việt Nam mình, là cũng muốn có con trai. Đâu, nhưng mà muốn con trai trước. Nhưng mà bắt đầu là vợ đi xem con trai con gái. Vợ điên rồi là con gái. Chết rồi. Con gái thì thế này về sau này là không được đập vợ đâu nhá. Không được. À? Ai đập vợ ngu lắm. Không đập vợ đâu. Ở tao nhà phải hai người nghe, nhưng mà không mặt dày, không đập vợ, không làm gì cả xấu. Làm gì xấu. Đúng, đập vợ là xấu. Vợ suốt ngày nấu cơm, giặt quần áo cho, đập. Không, nhưng mà xấu thế, vợ làm tất cả nhiều lắm, vợ làm nhiều lắm, nhưng mà không được đập. Nhưng mà làm vợ lắm, phải giúp vợ. Nhưng mà ở tao nhà vợ rửa bát, mì... Lau nhà. À, vợ giặt quần áo, mì đi múc nước, bị thương mà. Đúng. Ê. Không đập. Con gái Việt Nam là thích đàn ông như thế lắm ấy. Đúng. Thích con trai như thế lắm. Đúng. Ai đi học phụ vợ này, làm việc nhà này, giặt quần áo này, đúng. Trông con này. Thật. Nhưng mà ai đi học biết không được đập vợ, giúp vợ phụ vợ nhá. Giúp vợ làm. Không được đạp. Đúng. Chỉ còn đợi thôi, mới hiểu thôi, được xong. Nói thôi. Dạ. Nếu mà nói mãi không nghe thì cũng phải đập. Đúng. Thật. Dạ. Đúng. Thế tôi đi ra làm thì không anh em nó mắng ấy. Dạ. Ok. Ok mọi người, là ba anh này ba anh này sai nhá. Sai đẹp. Sẽ đẹp lắm, mì thầy ba anh này sẽ đẹp. Không biết là các bạn xem ba anh này sai có đẹp không? Các bạn comment luôn nhá. Để mì trả lời. Linh Đồ không biết sẽ như thế này. Ba anh này sai hơn đẹp Linh Đồ. Phải nói là sai đẹp hơn Linh Đồ. Đúng, sai đẹp hơn Linh Đồ. Linh Đồ mà chứ sai rứ. Linh Đồ sai xấu lắm. Người ta đi mang đây là cái bà rốt kìa. Dạ, tí ra kèn. Ok nha mọi người. Bây giờ là vào đầu giờ chiều, buổi chiều làm việc rồi. Bây giờ cái móng bên này ấy, nó mấy hôm giờ vừa rồi thì anh em mình làm nó có hơi không được cân bằng cho chuẩn lắm. Bây giờ mình và Lên Đồ có đánh thăng bằng rồi. Thế bây giờ mình sẽ giảm một lớp bê tông mỏng lên để lấy thăng bằng lại lần hai nhé. Bởi vì lần đầu tiên trước khi đào ấy là mình đã có đánh cốt nền một lần rồi. Và bây giờ nhưng mà khi mà xây lên ấy thì người thì xây mà cao, người thì xây dày vữa, người thì xây ít ấy. Nên ra là nó hơi bị xê dịch một tí. Nên
nên mình sẽ giảm một lớp bê tông mỏng. Và cái này mình, đây không phải là dầm của dầm móng các bạn nhé, đây chỉ là một lớp bê tông mỏng để lấy thăng bằng của móng. Đang ở bây giờ là xúc xối để làm bê tông nha mọi người. Ok nha các bạn, bây giờ anh em mình sẽ đổ một lớp bê tông mỏng đây để lấy thăng bằng móng và ngày mai sẽ tiến hành xây luôn. Mình nhắc lại một lần nữa, đây không phải là dầm mỏng mà chỉ là một lớp bê tông mỏng để mình lấy thăng bằng móng thôi. Ngày mai xây lên tường thì nó sẽ lên đều, không bị bức cao bức thấp. Ok nha mọi người, bây giờ anh em mình cũng đang tiến hành cân thăng bằng mặt móng gần xong rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ trời sắp mưa đến nơi rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Trời rất là đen luôn, tối sầm luôn, sắp mưa rồi. Nên bây giờ video này mình cũng xin được phép được kết thúc và dừng lại tại đây, để mình tập trung vào làm cùng với cả anh em và tất cả mọi người để cho nó xong. Và bê tông cũng còn rất là nhiều và móng thì mới làm được có một nửa thôi. Nên là, nếu các bạn yêu quý anh em mình và yêu quý Tem Châu Phi thì hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống của Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Chào các bạn. Thôi đi làm thôi.